chào mọi người, hôm nay Lily trở lại làm một cái video Get Ready With Me nữa. Bởi vì lần trước mình quay cái kiểu này và mình rất là thích. Bởi vì mình có cảm giác như mình được nói chuyện với mọi người nhiều hơn là kiểu edit và bỏ nhạc vào. Thành ra hôm nay mình sẽ làm nữa. Hôm nay thì Lily sẽ làm một cái makeup look kiểu cho mùa thu, rất là đậm chất mùa thu vì rất là nhiều màu cam. Nếu các bạn thích thì tiếp tục xem. Ok, so đầu tiên Lily sẽ đánh mắt trước, bởi vì là hôm nay Lily sẽ có dùng một tí pigment của MAC và nó rất là messy, so sau khi đánh mắt thì nó sẽ có những cái fallout, thì mình đánh foundation after, it's better. Và hôm nay Lily dùng rất là nhiều sản phẩm của Colourpop, bởi vì đây là những cái Colourpop, đây là những cái sản phẩm mới mà Lily vừa mới order. Hôm nay mình sẽ dùng màu Cornelius của Colourpop. Và theo như các bạn biết thì màu của Colourpop là dùng tốt nhất với ngón tay, cho nên là mình sẽ dùng màu Cornelius rất là trung tính. Thật ra là mình dùng để đánh toàn bộ con mắt luôn. Tiếp theo thì Lily sẽ dùng màu Elixir, đây là một màu cam đất và cũng khá là lì. Đây cũng là một trong những cái màu mới của Colourpop trong cái dòng Fall Collection. Và Lily sẽ đánh ở ngoài cái outer corner, ngoài cái hốc mắt đây nè. Rồi kéo vào thêm một tí để làm giống như, để tạo ra một cái hiệu ứng kiểu như là ombre effect, đi từ màu nhạt cho đến màu đậm á. Thì đến là Lily sẽ dùng màu này là màu đỏ bạc đô tên là Seeker. Thì đến thì Lily sẽ dùng một cái màu này là màu phấn má hồng tên là bar dot, và nó cũng là một cái màu đỏ bọc đôi nhưng mà nó có nhũ rất là đẹp, và mình sẽ đánh lên trên cái phần này của cái mắt của mình. Và mình sẽ làm tương tự như phía trên ở dưới cái phần miếng mắt để nhìn nó không có bị chọi quá. Bây giờ mới là phần quan trọng, đó là phần đánh pigment. Đây là pigment của MAC tên là Rose. Lily vừa mới mua cái này và mình rất là thích, bởi vì cái màu đẹp ơi là đẹp luôn nè. Các bạn có thấy cái nhũ của nó không? Và để cho cái pigment nó được lên rõ hơn á, thì mình sẽ dùng MAC Fix Plus để làm cái cọ nó ướt. Phần mắt đến đây là cũng sắp xong rồi. Bây giờ Lily sẽ kẻ một cái đường eyeliner thiệt là mỏng thôi để nó define cái mắt một chút xíu. Bây giờ là đến phần Lily thích nhất, đó là bấm lông mi. Và hôm nay Lily cũng dùng cái Maybelline Lash Stiletto mà mình đã dùng trong cái video Get Ready With Me last time. Và tới bây giờ thì mình vẫn rất là thích cái em này, làm cho lông mi của mình cong vun vút luôn. Bạn có thấy sự khác biệt không? Sau khi đánh mắt xong thì bây giờ Lily sẽ đánh đến foundation. Và hôm nay Lily sẽ dùng cái Lumi Cushion True Match của L'Oreal, và màu của Lily là màu C3. Các
chất của foundation này thì nó nhẹ kinh khủng luôn á, nhẹ giống như là mình không hề make up gì hết, cho nên là Lily rất là thích. Lily sẽ đánh eyebrow. Hôm nay mình sẽ dùng eyebrow pencil của Colourpop trong màu Dope Taupe. Cái màu này nó ra rất là đều và đánh thì không có sợ bị là quá tay á. Theo như các bạn biết thì cái màu taupe là một cái màu rất là universal, là ai đánh cũng được. Và nếu mà bạn muốn thử, đầu tiên thì mình nghĩ nên dùng màu này để dễ điều chỉnh á, tại vì nó không quá đậm cũng không quá lợt và mình rất là thích cái cây này. Để set cái foundation thì Lily sẽ dùng một tí phấn của Laura Mercier và đánh một tí ở dưới mắt thôi, bởi vì cái chỗ này nó hay bị crease. Bây giờ tới phiên blush, Lily sẽ dùng cái blush hồi nãy mà đánh trên mắt là màu Bardot của Colourpop, và mình cũng sẽ dùng finger and just tap tap tap. Hôm nay mình cũng dùng highlighter của Colourpop tên là Butterfly Peach. Và cái màu này thì trên mạng mình xem thì nó khá là hồng, nhưng mà về đây thì nhìn nó cũng giống như mọi cái highlighter khác. Cái màu này rất là trung tính nhưng mà đánh lên thì nhìn lại đẹp hơn là mình nghĩ nha. Tại vì nó nhìn giống như là da của mình nó glowy chứ không phải là like một đường trên mặt á. À, và mình sẽ dùng bronzer này của NYC Sun and Bronze trong màu 709. Cái bronzer này cực kỳ rẻ mà mình rất là thích bởi vì nó rất là mịn luôn á. Các bạn có thể đánh tất cả những cái màu son gì mình thích. Tiên đây sẽ thử cái màu này tên là Weekend của Bare Mineral, và mình vừa mới mua cái này luôn. Ôi, dạo này mình sắm mỹ phẩm rất là nhiều. Và cái màu này thì là một màu nude nhưng mà hơi cam, peachy, I don't know. Mình rất là tệ khi mà diễn tả về màu, nhưng mà mình rất là thích cái màu này. Nhìn thì cứ nghĩ là nó giống như những cái ống son mauve khác, nhưng mà khi đánh lên thì là một cái màu rất là dễ thương.